10 sáng chế giải pháp được trao giải cuộc thi sáng chế 2018. Sẽ có 10 sáng chế và có tính ứng dụng cao trong nhiều lĩnh vực được trao giải cuộc thi sáng chế năm 2018. Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo tổng kết cuộc thi sáng chế năm 2018 do Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức sáng nay, ngày 24 tháng 4, tại Hà Nội. Cuộc thi sáng chế 2018 do Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan thường trực, chủ trì Phối hợp với tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, WIPO, Tổng cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc, KIPO, tổ chức. Cuộc thi năm nay với chủ đề sáng tạo công nghệ cho cuộc sống hàng ngày đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng khoa học, các nhà sáng chế và đông đảo công chúng. Nhiều giải pháp có trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng cao đã và đang góp phần thiết thực vào việc cải thiện đời sống kinh tế, xã hội của người dân và phát triển doanh nghiệp. Cuộc thi sáng chế đã được tổ chức vào các năm 2013 và 2014, thu hút gần 320 giải pháp thuộc nhiều lĩnh vực có tính ứng dụng thực tiễn cao, đây được nhận định là tín hiệu đáng mừng đối với sự phát triển khoa học công nghệ nói chung và hoạt động đổi mới sáng tạo nói riêng. Đồng thời, cuộc thi cũng cho thấy tiềm năng và năng lực sáng tạo to lớn của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, các nhà sáng chế của Việt Nam. Lễ trao giải thưởng cuộc thi sáng chế năm 2018 sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của VTV2. Đài truyền hình Việt Nam, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4,